Đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch lô kéo mới ha, mẫu mạch lô kéo DB HA862 ICCE8623E là mẫu mới, có kích thước 8,5 cm chiều ngang và chiều dài của nó là 19 cm. Đây, carbon bar chép và cô micron cơ ha, cổng sạc, cổng micro, công tắc power nguồn ngoài, bluetooth ha. Thì cái mẫu này nó cơ động, mình có thể sử dụng dạng đứng ha, là đứng như thế này hoặc có thể xoay là sử dụng gì để nằm ngay cơ chưa. Đây là bên trong của mình ICCE8623E. Rồi, một cổng bát, một cổng chép ha, cho lo này ha, cổng bình, cổng pro, sử dụng lo 3 tắc đơn.